Quý khách thân mến, hôm nay vườn mai Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai cực kỳ tốt và đẹp. Nó chèo nhánh được rất là nhiều, chiều cao trung bình từ 70 cho đến 1 mét. Và em Huỳnh đã thấy là cái cành nhánh và chi cành mình có thể trồng tàn thông được rất là ok luôn. À, đây cả nhà, đó, chèo hết biết luôn nha, mập u u luôn. Và đa số là rễ chữ C, rễ chữ C như thế này ha. À, và cái có một ít là kiểu như lò xo, có một số mà đa phần là chữ C nhiều cả nhà. Đó, nó như thế này ha. Mà cây mập ú ú luôn, cây rất là mập. Nó cỡ như ống hút nè, cỡ đầu đũa lớn nè, cỡ đầu đũa lớn và cỡ giữa cây đũa ăn là nhiều ha. Đó, cả nhà thấy ha, cây nó như thế này. Rồi, bây giờ em sẽ đo cả nhà xem về chiều cao nha. Em lựa ba cái cỡ ra rồi đây. Đó, ba cỡ là 70, 80 và 1 mét. Rồi, em đo đây. Đây cả nhà, bao nhiêu? Đây, cỡ này là 80 cả nhà, 80 luôn nè. Em đo từ cái chớp, từ cái chớp ngọn trên này nè, đó, buông. Từ cái chớp ngọn nè, đo lại chị, chớp ngọn nè, xuống. Đây, 82 nha cả nhà. Rồi, em lấy một cây 70 cho cả nhà xem. Hồi nãy có cây 70 đâu ta. Đâu đâu cây này coi. Cây này là 8 mấy luôn. À, như vậy trung 70 rất là ít nha cả nhà, đa số là 8 mấy. Rồi em đo cái cây 1 mét đây. Đây cây này là 1m07 luôn nha cả nhà, 1m07 luôn. Nhưng mà bây giờ Quỳnh sẽ lấy trung bình từ 70 cho tới là 1 mét ha. Trong cái lô mai của em Quỳnh thì em Quỳnh sơ bộ thấy như vậy. Đây cái cây này lùng lùng nè, thử coi nó được 70 không. Và cái chộp của nó là cỡ như ống hút nè, cỡ giữa cây đũa ăn và đầu đũa lớn ha. Cây này cũng 8 mấy rồi. Rồi quý khách ơi, cái lô mai này cực kỳ là về chiều cao, về ok nè. Rồi á là chèo nhánh nữa. Cái này về trồng tàn thông cũng được. Trồng tàn thông cũng được luôn cả nhà. Hoặc là mình có thể chuẩn bị cho quá trình mình làm lục bình ha. Em Huỳnh không lựa 1m0. Em Huỳnh không lựa 1m0 nha cả nhà. Mẫu này là phải trừ 70 cho tới là 1m. Rồi giá là 7.500 một cây nha. Giá 7.500 một cây và số liệu lượng không có nhiều. Em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây luôn. Bao phí vận chuyển từ 50 cây và tặng cho quý khách 2 cây, còn 100 cây là tặng 5 cây. Từ 50 cây là Huỳnh đã bao phí rồi. Và hàng này là bao mập. Hàng này có dăm ra rồi nên nó chèo nhánh nó rất là ok. Kể cả phía trong này em dẹp cho cả nhà xem luôn nè, nó vẫn như vậy luôn đó. Rồi thì ai thích cái lô này alo cho Quỳnh nha. Trời ơi, có cây nó mập nè, đó, nó mập ghê luôn. Và nó có những cái kiểu đế như vậy nha, nó không bí nha cả nhà, không bí, không lò xo. Nó chỉ có là cái kiểu hình chữ C thôi, nhưng mà Quỳnh thấy cái kiểu như thế này nữa nó nở lên cũng giống như hình thú luôn. Và cái đế rất là bự ha. Thì ai thích cái dạng này thì alo cho em nha. Rồi bên này Quỳnh còn cái mẫu á, giá chỉ có là cực kỳ rẻ luôn mà có bí. À đây quý khách, cái lô này thì cái lô này á, thì nó chiều cao từ khoảng cỡ 40 cho tới là 60 thôi. Nó cũng mập mạp luôn. À, trong đó thì nó có bí, nó có cái hình chữ C đó, rồi nó có lò xo luôn. À, nó có lò xo nữa nha cả nhà. Đây hình thú nữa nè, nó có lò xo luôn. Thì cái cỡ này nè, Quỳnh thấy nó cũng mập mạp luôn. Có những cây á, nó cỡ như có những cây á, nó cỡ như là lớn hơn đầu đũa ăn ha. Có những cây nó cỡ như ống hút và có những cây là nó cỡ như là đầu đũa lớn, nhỏ hơn đầu đũa lớn một tí cả nhà, chứ không bằng đầu đũa lớn nha. Thì Quỳnh thấy cái lô này á, là nó có chèo có nhánh luôn, nó cũng mập lắm cả nhà. À, loại này thì có 6.000 một cây thôi. Và em Huỳnh sẽ ship và bao phí luôn. Giờ bao phí luôn, từ 50 cây cũng bao phí luôn. Bao phí cho cả nhà mình đỡ tiền phí ha. Rồi 6.000 một cây. À, cái bí này ít nha cả nhà. Cái bí này là ít. Đa phần là cái này, đa phần là cái hình này. Nói chung là Quỳnh nói thật, Quỳnh diễn tả thật, để cho cả nhà mình có thể mường tượng được cái rễ lẫn cái cây luôn. Thì
nó có chèo có nhánh nha. Em bao mập cho mình, em bao có chèo có nhánh cho mình ha. Đó, rồi đối với những hàng bí thì nó hơi ốm tí xíu. Bí thì đại do là nó thấp thấp thôi, nó khoảng cỡ 40-45 trở lên cả nhà. Đó, như cây này cũng mập nữa nè, em thấy nó cũng mập u luôn nè chứ. Rồi thì cây này như thế này vậy là 6.000 một cây nha. Và trong cái lô này á, thì 50 cây là em bao phí một và em tặng hai. Nhưng mà bí này là ít nha cả nhà, em nói trước nha, bí này là ít. Đa phần là những cái rễ như thế này nè. Đó, trong cái lô hàng của quý khách thì nó đa phần sẽ có những cái rễ như thế này nha. Rồi cái cây như thế này là giá chỉ có là 6.000 một cây thôi, 6.000 một cây. Và em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây luôn. Rồi ai muốn mua cái loại mai như thế này về mình trồng thì alo cho em Huỳnh ha. Bên đây là nó như thế này, nó trung bình chiều cao 50 cho đến 70 đi cả nhà, 50 đến 70. Nó có một ít là 80 thôi chứ đâu phải là 50 đến 70. Rồi mẫu này là rất là đa dạng luôn. Đây cả nhà thấy siêu VIP luôn nè. Đó, hú có, lò xo có, bí, bí 4 muối, 5 muối. Nói chung là giống như là xào bần lại cả nhà. Lộn xò ngầu lại. À, tất cả các cái đế là em coi như là em thấy rất là đa dạng luôn. Thì những cái mẫu đế này đó, nó đa dạng trong cái lô hàng của quý khách. Rồi giá sẽ là 8.000 một cây. Và em mình sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây luôn và tặng 2 cây, 100 cây tặng 5 cây. Và với cả nhà ơi, những cái đế như thế này đó, không thích sao được ạ. 8.000 một cây. Em qua tiếp bên đây. Bên đây là cái mẫu trời ơi siêu VIP luôn. Đây cả nhà, đó chính là bí. 100% là bí gạch. Bí này là bí 4 muối, 5 muối. Thỉnh thoảng có 6 muối. Đây cả nhà thấy cái muối bí không? Đó, cái quần sơ rồi dừa rất là to ha. Muối bí nó trải đều thưa nè. Và khi kiểm tra thì quý khách có thể lẫn cái bịch xuống rồi tưới nước giúp em ha. Đó, có cái nó phơi lên, có cái thì mình về mình cũng phải nó bặn bặn vậy nè. Đó, mình phải moi lên ha. Thì cái loại này thì em Huỳnh bán là giá là 12.000 một cây. 12.000 một cây ha. 12.000 một cây. Và nó chiều cao là từ 50 cho tới là 80 cm. Và cái cây nó rất là đề đạm. Cái cây là nó có chèo có nhánh, hàng này dâm ra rồi. Và mẫu này là 12.000 một cây. 12.000 một cây ha. Em sẽ bao phí ship từ 50 cây tặng 2 cây, 100 cây thì em sẽ tặng cho quý khách là 5 cây. Và cây bí này là cầm lên là quý khách ưng liền, ưng từ cái cành, cái nhánh, cái đế tới cái trái bí ha. Đó, ưng, rất là ưng luôn. Thì cái mẫu này là mọi người sưu tầm nha. Sưu tầm về mình trồng nó cứng cáp. Đó, thích ghê luôn nè. Chèo ha. Rồi, đây là mẫu đế bí 12.000. Đó cả nhà, cây bí nè, xuất sắc luôn nha. Đó, những cái trái bí ha. 4 muối, 5 muối. À, quý khách ơi, em không lựa hoàn toàn 5 muối. Tại vì nó nằm trong cái lô nó lộn xộn như vậy ha. Thì nhiều khi có 4 muối, 5 muối, 6 muối. Chứ Quỳnh không lựa nha, không lựa 5 muối không. Nên là cả nhà mình thích cái mẫu này thì alo giúp em. Rồi, trời ơi coi nè. Chịu không nổi luôn nha cả nhà, chịu không nổi với cái lô bí này luôn. Đó, 12.000 một cây. Em bao ship từ 50 cây. Rồi ha, cả nhà thích thì alo cho em. Còn nếu như mà mẫu 10.000 á, mẫu 10.000 thì cũng còn cả nhà. Mẫu 10.000 là những cây nó lùn hơn tí xíu ha. Mẫu 10.000 nó lùn hơn tí xíu, nó khoảng từ 45 đến 55 thôi. Nó lùn hơn chút xíu. Và cái cây bí thì nó hàng, cái hàng nó lùn hơn cái mẫu này chút xíu. Nếu 10.000 cả nhà cũng có 10.000 ha. Rồi, em Huỳnh xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại.